Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của truyền hình Nhân dân. Trước khi bắt đầu chương trình sáng nay thì xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Chào ngày mới hôm nay, truyền hình Nhân dân xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn lời cảm ơn của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, Hội Nhà báo Việt Nam vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc, các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, các đơn vị công an, quân đội và các tổ chức doanh nghiệp đến thăm, gửi lãng hoa chúc mừng ngày hội của giới báo chí cả nước sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí cùng với sự tin cậy của các tầng lớp nhân dân là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với đội ngũ những người làm báo cả nước thay mặt giới báo chí cả nước hội nhà báo việt nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm ủng hộ và niềm tin yêu đó đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thì tính đến hết ngày 22 tháng 6, tỉnh Hải Dương đã có 12 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, chỉ còn 16 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Tỉnh Hải Dương có 53 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 45 trường hợp đã ra viện, hiện chỉ còn 8 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Hải Dương, bệnh viện Nhi Hải Dương, bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Đã có 5 địa phương không còn các trường hợp F1 cách ly tập trung, toàn tỉnh chỉ còn 16 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Hiện số người đang cách ly là 1.126 trường hợp, trong đó 66 trường hợp cách ly tập trung tại khách sạn, 141 trường hợp cách ly tại trung đoàn 125, 114 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 805 trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Chiều ngày 22 tháng 6, tỉnh Hà Giang đã tổ chức đón gần 2.100 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương. Quá trình đưa công nhân về thì đảm bảo tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch. Ngay sau khi về đến thành phố Hà Giang thì tất cả công dân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những người có một trong các biểu hiện ho sốt sẽ được đưa về khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi điều trị. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, các công dân được đưa về các khu cách ly tập trung theo quy định. Theo thời gian cách ly 14 ngày, người lao động được miễn phí ăn ở và cung cấp các vật dụng cá nhân cần thiết. Sau khi kết thúc thời gian cách ly, các lao động trở về gia đình cách ly tiếp 7 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm đủ 3 lần. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì đã xuất hiện một số đối tượng giả danh bệnh viện kêu gọi hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm. Đơn cử như là bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin cảnh báo về việc nhiều trường hợp lợi dụng danh nghĩa của đơn vị này kêu gọi tài trợ trong thời gian đơn vị này bị tạm thời phong tỏa. Các bệnh viện cũng khuyến cáo để hạn chế kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, người dân, nhà hảo tâm cần phải cẩn trọng khi mà chọn nơi để đóng góp từ thiện. Nhà nước khuyến khích người dân đóng góp từ thiện bằng cách tham gia các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua thì người dân thành phố đã có nhiều cách làm thiện nguyện sáng tạo nhằm san sẻ một phần công việc với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, điển hình như là nhóm thiện nguyện liên tục xuyên đêm đi khắp các tuyến phố, từng con hẻm và cả các khu cách ly để phun thuốc khử khuẩn, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đây là những thông báo vắng tắt được nhóm thiện nguyện của anh Trần Huy Đăng thực hiện liên tục mỗi ngày trước khi bắt đầu công đoạn phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Covid-19 ở từng khu dân cư, tuyến phố. Công việc bắt đầu từ 17 giờ và thường kết thúc vào lúc rạng sáng hôm sau. Tính là một ngày có thể là 2 giờ chiều tôi làm tới 1 giờ đêm là có bữa làm khoảng tầm 12 13 kg thuốc. Tôi đến là những cái trung tâm cách ly thì nơi đó cần phải pha đậm đặc chút. Còn những cái khu phố nào không có bị thì mình pha lựu lượng, lượng nó nhẹ hơn chút xíu và để mình đảm bảo được cái không khí đó. Những điểm nào có điểm nóng, tôi gửi hết từ những cái văn bản, những cái gì mà có giấy chứng nhận về thuốc men, máy móc, quy trình làm. Nếu như cái bộ y tế ở chỗ cái địa phương đó chấp thuận là chúng tôi sẵn sàng cống hiến. Lúc đầu nhóm anh đăng tự tìm hiểu về loại dung dịch khử khuẩn được bộ y tế cấp phép sử dụng, cách thức sử dụng sau đó được lực lượng chuyên môn ở mỗi địa phương hướng dẫn, hỗ trợ nên việc thực hiện được bảo đảm nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Ban đầu người ta cũng sợ, ta tưởng là bị phong tỏa mà khi mà người ta xuống ta hỏi thì nói là anh này là phun thuốc để cho ngừa COVID á, là mấy chú làm tình nguyện để làm cho mình ở đây nó yên tâm hơn. Mình thấy là rất là có ý nghĩa và hiệu quả vì cộng đồng, vì mọi người. Trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách để phòng dịch, vẫn luôn có những câu chuyện đẹp góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc đồng hành cùng chính quyền sớm chiến thắng dịch bệnh. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt AI Camera là một trong số những sản phẩm do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc thực hiện. Với một số điểm mới vượt trội và thích ứng với những yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, sản phẩm đang được ứng dụng và tiếp tục phát triển, triển khai trong công tác quản lý người ra vào các cơ quan doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu công nghiệp. Hệ thống nhận dạng khuôn mặt iCamera được nghiên cứu và chế tạo từ tháng 7 năm 2020. Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận dạng khuôn mặt, tự động hóa việc quản lý người ra vào nơi làm việc không phải là mới. Tuy nhiên, điểm mới ở sản phẩm này chính là độ phản hồi của hệ thống. Hệ thống này của tụi mình được đã được triển khai bên Nhật và thử nghiệm thực tế. Nó cho thấy một số những cái điểm mạnh mình cho nó ưu điểm hơn hẳn so với những hệ thống khác về vấn đề chống dịch covid à, việc nhận diện khẩu trang cũng rất là quan trọng thì bình thường khi nhận diện khuôn mặt à, khi người ta đeo khẩu trang mình không thể biết được khuôn mặt người ta thế nào hay là khi đeo kính râm cũng vậy che mất con mắt nó cũng là khiến cho gần như không thể nhận ra họ là ai Sản phẩm được hoàn thành vào tháng 12 năm 2020, phiên bản thứ nhất đã chuyển giao, ứng dụng tại hai công ty của Nhật Bản gần đây là một doanh nghiệp trong nước và đều có phản hồi tốt, góp phần phòng chống dịch Covid-19 xâm nhập lây lan trong doanh nghiệp. Sản phẩm này thì nó có một số vượt trội hơn những sản phẩm khác, ví dụ như về do vấn đề Covid thì nhận viện khuôn mặt thì đa số là chúng ta đều đeo khẩu trang, thì với sản phẩm này thì họ đeo những người đeo khẩu trang họ có tỷ lệ mà nhận diện được rất là cao, nếu đeo khẩu trang và có mắt kính thì là nó nhận diện cũng là rất là tốt. Trong các cái khu công nghiệp và làm việc đông người, khi mà người ra vào có thể đeo khẩu trang hoặc có thể đeo kính, thậm chí kể cả kính màu chúng tôi có thể nhận diện để kiểm soát chặt chẽ cái thông tin cá nhân. Trong thời gian tới, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Sĩ quan Thông tin Liên lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, huy động nguồn lực phát triển, hợp tác sản xuất để cho ra đời các sản phẩm công nghệ thông tin và điện tử viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh và lợi ích nhân sinh. Xin được chuyển sang một số thông tin quan trọng khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết ngày 25 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông, cần phải đề phòng với hiện tượng rông lốc và gió giật mạnh. Dự báo, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày có mưa rào và rông cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh khi mưa lớn, kèm các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh, lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong khuôn khổ các hoạt động của hội nghị các viện lưu trữ ngay nhìn Đông Nam Á Thái Bình Dương lần thứ 25 đang diễn ra tại Việt Nam, Viện Phim Việt Nam vừa tổ chức triển lãm Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam. Triển lãm nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam. 120 ảnh bối cảnh quay phim được các nhà làm phim trong nước và nước ngoài thực hiện tại Việt Nam đã được giới thiệu tới đông đảo công chúng trong triển lãm Di sản tư liệu hình ảnh động trong quảng bá du lịch Việt Nam lần này. Đây là những tư liệu đang được lưu trữ tại Viện phim Việt Nam. Triển lãm không chỉ là cơ hội để Việt Nam quảng bá những thành công trong lĩnh vực lưu trữ điện ảnh mà còn mở ra cơ hội tăng cường giao lưu kết nối giữa các đơn vị sản xuất, lưu trữ điện ảnh trong nước và nước ngoài. Đồng thời là dịp để quảng bá nền điện ảnh Việt Nam cũng như tiềm năng du lịch của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Trong tình hình đất nước đang nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19, để phù hợp với tình hình, nhằm giúp công chúng dễ dàng tiếp cận với triển lãm. Ngoài trưng bày các tác phẩm tại Viện Phim Việt Nam 523 Kim Mã, tư liệu hình ảnh còn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện Phim cùng các trang mạng xã hội khác. Nghệ thuật bài tròi Trung Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại từ năm 2017. Đây là niềm vui, là động lực để các địa phương gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản. Ở Phú Yên thì di sản nghệ thuật bài tròi không chỉ ngày càng trở lại với công chúng mà nó còn được số hóa để lưu trữ, phổ biến và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đối với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Trọng Tích, nỗi lo mai một những tác phẩm bài tròi được ông đánh máy hoặc viết tay đã vơi đi phần nào bởi 30 tác phẩm thuộc 4 làn điệu cơ bản và gần 10 bài tròi cổ đã được các cán bộ văn hóa ghi chép lại và lưu giữ siêu tầm được cái gì thì anh em lớp tế hay là các ngành văn hóa là lớp trẻ con trong nhà như vậy là truyền lại là để cho nó mở rộng cái bài tròi ra chứ thấy là nó dán đầu nó đã đã, đã, đã rất là mai một nó cuộn rồi không có người cơ thừa nữa nằm trong cái ước mơ bởi vì không có ai làm tôi đã từng làm mà khi tôi đã làm mãi tới bây giờ tôi vẫn làm lại có những người giúp sức với mình người nhà nước rồi rồi các cái ban ngành đoàn thể người ta lại cùng với mình để mà làm lên cái đó gần một năm qua thông qua hình thức gặp gỡ rồi ghi chép phỏng vấn các nghệ nhân bài tròi ngành văn hóa tỉnh phú yên đã sưu tầm được 61 tác phẩm thuộc bốn làn điệu cơ bản và một số làn điệu bài tròi cổ từ 23 nghệ nhân trong đó 20 tác phẩm đã được lưu trữ bằng cách thu âm ghi hình phát hành để phổ biến lan tỏa trong cộng đồng là là cần thiết và nó mang tính khoa học thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến, tiến hành triển khai trên 6 huyện thị thành phố và đã thu được cái kết quả khá tốt. Khi bài tròi được số hóa, không chỉ giải quyết nỗi lo no thất truyền của những nghệ nhân và người yêu thích, mà còn giúp người dân Nam Trung Bộ nghe được và tiếp cận dễ dàng hơn làn điệu mộc mạc gần gũi này trong cuộc sống đời thường và trong lao động sản xuất. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm của Cuba vừa thông báo là vaccine ngừa COVID-19 mang tên Abdala của Cuba cho hiệu quả lên đến hơn 92% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Tập đoàn Công nghệ sinh học và dược phẩm BioCuba Pharma cho biết sau 3 mũi tiêm, vaccine Abdala đạt hiệu quả tới 92,28%. Trước đó, chính phủ Cuba thông báo một loại vaccine ngừa COVID-19 khác do nước này phát triển mang tên Soberana 2 cũng cho hiệu quả 62% sau khi tiêm 2 trong số 3 liều. Dự kiến các nhà quản lý dược phẩm sẽ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho cả hai loại vaccine này. Cuba đã chọn không nhập khẩu vaccine nước ngoài mà dựa vào vaccine của chính mình. Tháng trước, Cuba đã bắt đầu tiêm vaccine cho người dân bằng hai loại vaccine trong số 5 ứng cử viên vaccine. Theo dữ liệu chính thức, các ca mắc COVID-19 hàng ngày đã giảm đi một nửa ở thủ đô La Havana kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cùng các biện pháp giãn cách xã hội. Người dân Brazil đã thắp nhiều ngọn nến để tưởng niệm nửa triệu người dân ở quốc gia này đã thiệt mạng vì đại dịch Covid-19. 500 ngọn nến đã thắp sáng thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro khi Brazil trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt mốc 500.000 ca tử vong vì Covid-19. Ở Sao Paulo, người dân thắp nến ở các bậc thang tại đài tưởng niệm ở trung tâm thành phố, còn ở Rio de Janeiro, người dân tụ tập tại quảng trường Floriano thương xót những người qua đời vì COVID-19. Hiện tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở Brazil mới đạt 11%, và với mùa đông đang đến ở Nam Bán Cầu, đã lây lan của COVID-19 tại nước này được dự báo càng khó kiểm soát. Rất đông người dân Pháp đã đổ ra các con phố ở thủ đô Paris để kỷ niệm lễ hội âm nhạc thường niên Fetal Music sau hơn một năm bị hạn chế do đại dịch COVID-19. Sau 15 tháng bị hạn chế tổ chức các sự kiện âm nhạc, Đám đông không đeo khẩu trang đã tràn ngập các con phố tham gia vào lễ hội âm nhạc Fête de la Musique trong ngày hạ chí. Các nghệ sĩ và DJ chơi nhạc phục vụ công chúng miễn phí suốt đêm. Sự kiện năm nay rất đặc biệt đối với nhiều người dân Paris với việc các quy định đeo khẩu trang và lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ trong tuần qua. Tuy vậy, các buổi hòa nhạc đường phố không có kế hoạch vẫn bị cấm để ngăn tình trạng quá tải. Các nhạc sĩ có thể biểu diễn trong các quán bar và nhà hàng với tối đa 50% số khán giả so với sức chứa của địa điểm. Đón bình minh trong ngày hạ trí ở vòng tròn đá Stonehenge là một truyền thống của nhiều người dân Anh. Khác với năm ngoái, những người đến đây phải đứng bên ngoài hàng rào an ninh để đón bình minh. Thì năm nay, người dân đã có thể đón ngày hạ trí một cách bình thường như là bao năm trước. Bất chấp trời dịu và nhiều mây, các tín đồ đa thần giáo tại Anh vẫn tập trung đón mặt trời mọc tại vòng tròn đá Stonehenge vào dạng sáng ngày 21 tháng 6. Họ chen nhau trong phạm vi vòng tròn đá cổ để chứng kiến cảnh dạng đông của ngày hạ chí. Mặt trời mọc bị mây che khuất, thế nhưng những người tham dự vẫn thực hiện các nghi lễ truyền thống để tạ ơn mặt trời. Vòng tròn đá Stonehenge được cho là được xây dựng từ năm 3000 tới năm 2000 trước công nguyên là nơi thờ cúng chính của cộng đồng đa thần giáo Pagan và người Druid. mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi những tin tức thời sự được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành dệt may, da dày trong nước hiện có đơn hàng khá, thế nhưng vẫn rất lo lắng là dịch Covid-19 bùng phát hoặc là lan đến đơn vị mình. Càng lo hơn là tình trạng nhiều nước tiến hành các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng Việt Nam. Trung quanh vấn đề này, Báo Sài Gòn Giải phóng có bài viết đáng chú ý: vừa lo dịch vừa ngừa phòng vệ thương mại. Theo bài viết, thì ngành sản xuất dệt may da dày đã có sự phục hồi nhanh chóng sau khi thị trường tiêu thụ trên thế giới bị đứt gãy vào năm 2020. Điều này thì mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nước. Hiện Bộ Công Thương cùng doanh nghiệp trong nước đã phản ứng nhanh khi có các vụ kiện phòng vệ thương mại. Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp kiến nghị chính phủ không áp dụng điều chỉnh mức lương tăng tối thiểu vùng dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 để tạo điều kiện hỗ trợ và tiếp sức cho doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất và vượt qua hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Dịch COVID-19 lần thứ tư đã lây lan trên diện rộng tại Hà Nội với gần 250 ca mắc. 8 ngày qua chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Chính vì vậy, từ 0 giờ ngày 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng một số hoạt động như dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà. Đây là một trong những giải pháp nhằm tạo cơ hội về việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân, việc nới lỏng hoạt động phòng chống dịch cần được thực hiện một cách thận trọng. Nhất là trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 Yêu cầu đặt ra với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi được hoạt động trở lại là phải chủ động tự giác thực hiện nghiêm, chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch Chính quyền các cấp cần tích cực kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của hộ kinh doanh xử phạt nghiêm hành vi vi phạm Dù có đến năm hãng hàng không đang cùng lúc hoạt động tuy nhiên vận tải hàng hóa chuyên biệt vẫn là khoảng trống của ngành hàng không việt nam do chưa có bất kỳ một hãng hàng không nào hoạt động riêng trong lĩnh vực vận tải hàng hóa phản ánh được đăng tải trên báo lao động thì sẽ giúp quý vị nắm rõ hơn về vấn đề này theo một số chuyên gia hệ thống logistic của Việt Nam chưa phát triển và chi phí vận chuyển hàng hóa cao nên là chúng ta đang đánh mất rất nhiều cơ hội về cạnh tranh thị phần. Sự thiếu hụt một đội bay vận tải hàng hóa chuyên dụng còn đang khiến cho phần lớn thị phần vận chuyển hàng hóa của Việt Nam rơi vào tay các công ty nước ngoài. Do vậy việc thành lập một hãng hàng không chuyên biệt về vận chuyển hàng hóa tại thời điểm hiện nay là điều vô cùng cần thiết. Thưa quý vị, Bộ Công an khẳng định rất nhiều thủ tục hành chính được xóa bỏ, đơn giản hóa nhờ dữ liệu dân cư và căn cước công dân. Hai dữ liệu này tạo lợi ích đa tầng cho chính quyền, doanh nghiệp và cả người dân. Xóa bỏ đơn giản hóa gần 2.000 thủ tục là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Tiền Phong. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đã được kết nối thành công với các bộ ngành địa phương. Lực lượng công an đã thu thập và cấp mã số định danh cho hơn 98 triệu nhân khẩu trên toàn quốc. Bộ Công an khẳng định mục tiêu của căn cước công dân trong ngắn hạn gồm tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, lấy mã số thẻ căn cước công dân làm mã số thuế cá nhân và tích hợp hộ chiếu. Về trung hạn thì căn cước công dân sẽ được tích hợp khai báo trực tuyến tạm trú, tạm vắng, các loại giấy tờ như là đăng ký kết hôn, bằng lái xe Dài hạn căn cước công dân sẽ giúp đăng ký kinh doanh trực tuyến, nộp thuế từ xa và tích hợp ví điện tử. Hôm qua ngày 22 tháng 6, Công an Hải Phòng đã thông tin bước đầu kết quả chuyên án triệt xóa sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên mạng với tổng số dư trên các sàn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây là thông tin được đăng tải trên nhiều số báo ra ngày hôm nay. Theo Công an thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thế Dương, 25 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANT Group, nhờ Nguyễn Văn Quyền, 38 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, thiết lập sàn giao dịch ngoại hối mang tên hitoption.net và sàn này sử dụng chế độ BOT, chơi tự động, để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đồng thời, có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc là thua theo ý muốn của Dương. Mở rộng chuyên án trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do nhóm này quản trị. Công an xác định là có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn. Tổng số dư hiện tại của các sàn là 7.505 tỷ đồng. Tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình Chào Ngày Mới xin được tiếp tục với những thông tin đầy hấp dẫn khác. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng thì thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm qua đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Và hôm nay 23 tháng 6, Hà Nội tiếp tục có nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, nhờ có những cơn mưa đêm mà ở miền Bắc lúc này trời khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời chỉ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, rãnh mây rông phía Bắc tạm yếu nhưng không phải là tan hẳn nên vẫn duy trì một lớp mây ở các tỉnh miền Bắc. Vì thế, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn có nắng nhưng chỉ là nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Bắc Bộ chỉ trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi còn về tối và đêm nay dạnh áp thấp này sẽ hoạt động mạnh trở lại nó sẽ lại tạo ra một đợt mưa rông mới trên toàn bắc bộ trong đó khu vực các tỉnh tuyên quang hà giang yên bái lào cai lai châu điện biên và phần phía bắc của tỉnh sơn la sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh cần phải đề phòng tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh dù không ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung, nhưng rãnh mây rông cũng khiến cho vùng thấp nóng tác nhân gây nhiệt cao cho Trung Bộ suy yếu. Vì thế, trong ngày hôm nay, nắng nóng ở Trung Bộ được nhận định cũng giảm dần. Khu vực từ Thanh Hòa đến Phú Yên, nhiệt độ chỉ còn trong khoảng từ 35 cho đến 36 độ. Nắng gắt thu hẹp chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao trên 37 độ. Ở phía Nam, hôm nay, gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, hôm nay ở Nam Bộ tiếp tục có mưa sớm. Ngay từ 10 giờ sáng, các tỉnh ở ven biển miền Tây Nam Bộ đã xuất hiện mưa rông. Đến chiều và chiều, mưa sẽ lan ra hầu khắp Nam Bộ, sau đó sẽ tới các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên. Với diễn biến mưa như vậy, thì đến chiều tối, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có mưa rông diện rộng với nhiều điểm có mưa rông mạnh. Trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ không cao. Ở miền Tây, nhiệt độ chỉ trong khoảng là từ 29 cho đến 30 độ. Trong khi ở miền Đông, nhiệt độ nhỉnh hơn duy trì từ 31 đến 32 độ. Và Tây Nguyên duy trì mức nhiệt từ 28 cho đến 31 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 với sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước. Giá dầu giữ đà tăng suốt 4 tuần vừa qua, tăng trưởng tín dụng cao gấp đôi so với cùng kỳ. Trái vải thiều của Việt Nam nhận được hàng loạt đơn hàng từ các nước. Và đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong tiểu mục nhịp sống kinh tế sáng nay. Hiện giá dầu Brent kỳ hạn tháng 8 là 74,90 đô la một thùng. Dầu Tây Tích Sát Mỹ WTI giao tháng 7 ở mức 73,66 đô la một thùng. Giá dầu tăng trong phiên vừa qua do cuộc đàm phán để dẫn tới chấm dứt những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã bị tạm dừng. Đồng đô la giảm khỏi mức cao kỷ lục 2 tháng cũng góp phần đẩy giá dầu đi lên. Cả hai loại dầu đều đã tăng liên tiếp trong 4 tuần qua. Giới đầu tư đang tỏ ra lo ngại về quan điểm của Fed. Chỉ số công nghiệp Dow Jones vừa ghi nhận tuần qua giảm sâu nhất kể từ tháng 10 năm 2020, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Khác với những đợt giảm sâu trong vài năm qua, chuyên gia của Moody Analytics nhận định thị trường lần này sẽ khó phục hồi nhanh bởi đang ở trong tình trạng định giá cao. Tín dụng toàn nền kinh tế đến ngày 15 tháng 6 đã tăng 5,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,2% của cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 3 trên 5 lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng tín dụng chung là xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao riêng đối với các lĩnh vực rủi ro, tín dụng bất động sản đến cuối tháng 6 ước tăng 6%, chứng khoán 3%. Ngân hàng nhà nước cho biết căn cứ vào diễn biến phục hồi kinh tế, có thể xem xét nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại, đồng thời ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 5 đạt 1,42 tỷ đô la, tăng 5,4% so với tháng trước. Tính trong 5 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này đạt 7,57 tỷ đô la, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong năm tháng vừa qua, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai thị trường chính cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tổng trị giá đạt 6,88 tỷ đô la, chiếm 90,8% tổng giá nhập khẩu của nhóm hàng này. Đáng chú ý lần đầu tiên, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc trở thành nhà cung cấp lớn nhất của Việt Nam với giá trị nhập khẩu là 3,67 tỷ đô la, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ, xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản của Việt Nam đều tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm, trong đó xuất khẩu các mặt hàng nhuyễn thể tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá trị xuất khẩu nhóm các sản phẩm mực, bạch tuộc đạt 216 triệu đô la, tăng 13%, nhuyễn thể hay mảnh vỏ đạt 48 triệu đô la, tăng 44%. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng với tốc độ phi mã 538% so với cùng kỳ bên cạnh các thị trường xuất khẩu cũ như Trung Quốc, Nhật Bản, năm nay trái vải thiều của Việt Nam đã có mặt trên kệ hàng của các siêu thị tại nhiều quốc gia khác như Singapore, Pháp, Úc, Hà Lan, EU. Trái vải của Việt Nam được đánh giá cao và có giá bán tốt. Hiện các nhà nhập khẩu tiếp tục nhận được các đơn hàng vài trăm ký đến một tấn của mỗi siêu thị từ Hà Lan, Pháp, Đức, Na Uy. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thế Tuyển, sinh năm 1988, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, 9 năm tù, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài án phạt tù, tòa còn tuyên bị cáo Tuyển bị cấm điều khiển phương tiện trong vòng 2 năm sau khi chấp hành xong bản án. Theo cáo trạng, dạng sáng ngày 4 tháng 8 năm 2020, bị cáo điều khiển xe ô tô đầu kéo chở vỏ thùng container từ Hải Phòng lên Phú Thọ đến hơn 3 giờ cùng ngày. Tuyển điều khiển xe đến ngã tư Sài Đồng Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tại đây do không tập trung, thiếu quan sát phía trước, bị cáo đã không phát hiện kịp thời nên đã đâm vào hai xe ô tô đang dừng đỗ phía trước. Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, tổn hại 23% sức khỏe, ba nạn nhân khác tử vong tại chỗ sau khi gây ra tai nạn, tuyển đến công an quận Long Biên để đầu thú. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan này đã hoàn thành và trình chính, chính phủ dự thảo quy hoạch cảng hàng không toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thì đến năm 2030, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 28 sân bay trong quy hoạch, gồm 14 cảng quốc tế là Nội Bài, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh. Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Chu Lai, Cần Thơ, Phú Quốc và Liên Khương. 14 sân bay quốc nội gồm Lai Châu, Điện Biên, Sapa, Nà Sản, Quảng Trị, Lây Phủ Cát, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuật, Phan Thiết, Đồng Hới, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu khảo sát và báo cáo Thủ tướng quyết định việc bổ sung quy hoạch sân bay tại các đảo Lý Sơn, Phú Quý. Từ sáng ngày hôm qua, tại các chốt ra vào cửa ngõ thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp thắt chặt kiểm soát trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện phòng dịch mới cho qua trạm. Do lượng xe lưu thông lớn, lực lượng lại mỏng, cộng với tài xế chưa cập nhật được quy trình thủ tục qua trạm đã gây nên tình trạng ùn tắc tại trạm cửa ô Hòa Phước, ảnh hưởng không nhỏ đến vận chuyển hàng hóa cũng như là lưu thông tại cửa ngõ phía nam của thành phố. Theo quy định mới của thành phố Đà Nẵng, đối với xe ngoại tỉnh, đặc biệt đến từ vùng có dịch, phải có xe trung chuyển vào nội thành hoặc có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần 2. Bình quân mỗi ngày chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước cho dừng yêu cầu thực hiện khai báo y tế khoảng 1.500 phương tiện với khoảng 4.500 đến 5.000 người. Ngoài bố trí lực lượng phân luồng hạn chế ùn tắc, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện để vào nội thành. Chúng tôi sẽ yêu cầu tài xế là cho biết một cái bản cam kết à, không được ở trong lại thành phố không không có 24 tiếng hồ. nếu những trường hợp mà người vào phương tiện mà chưa có giấy xác nhận mà Covid lần hai âm tính, âm tính đó, thì chúng tôi buộc phải quay đầu xe về lại à, nơi xuất phát ghi nhận ở hiện trường cho thấy giữa thời tiết nắng nóng mặc dù phải chờ hàng dài để thực hiện khai báo y tế nhưng hầu hết chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm túc tại các chốt lực lượng chức năng cũng yêu cầu các tài xế hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi đến trạm để quá trình làm thủ tục được diễn ra nhanh chóng Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chỉ định ngày 23 tháng 6 là ngày công vụ Liên Hợp Quốc để tôn vinh giá trị và phẩm chất của dịch vụ công đối với cộng đồng, nêu bật những đóng góp của dịch vụ công trong quá trình phát triển, công nhận công việc của công chức và khuyến khích thanh niên theo đuổi sự nghiệp trong khu vực công. Trong các nền dân chủ hiện đại, dịch vụ công cộng thường được thực hiện bởi các nhân viên được coi là công chức trong đó hành chính công là nền tảng trong công việc của các chính phủ, đóng một vai trò thiết yếu và quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của người dân. Chính vì vậy những người thực hiện dịch vụ công rất quan trọng đối với đất nước. Một quốc gia với các cơ quan hành chính có năng lực sẽ có được sự phát triển bền vững. Kể từ khi tốt nghiệp đại học từ 40 năm trước, tôi đã cống hiến cuộc đời mình cho công ích. Đó là lựa chọn bổ ích nhất. Ngày nay Thế giới đối đầu với nhiều thách thức phức tạp hơn các thế hệ của tôi. Chúng tôi đã bắt đầu với việc kiềm chế sự biến đổi của khí hậu và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Thế giới cần những cá nhân tận tâm và tài năng để làm những dịch vụ công cho cuộc sống của họ. Tôi khuyến khích những người trẻ ở khắp mọi nơi tích cực coi sự lựa chọn này là cuộc sống mà bạn chọn hôm nay và giúp xây dựng cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn cho hàng triệu người khác. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, công chức là trọng tâm của việc bảo đảm phản ứng hiệu quả với cuộc khủng hoảng, cho dù với tư cách là nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hay trong việc đưa ra các chiến lược và kế hoạch để giảm thiểu tác động của nó. Khi thế giới tiếp tục phải vật lộn với đại dịch Covid-19 chết người, các công chức nhà nước đang ở tuyến đầu đối phó với khủng hoảng. Họ là các y tá, bác sĩ và nhân viên y tế những người cung cấp dịch vụ chăm sóc, những cá nhân tận tâm đã thực hiện công việc của họ trong những điều kiện nguy hiểm. Một số người thậm chí đã tử vong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Và tôi nói với những công chức này, tất cả chúng tôi đều mang ơn các bạn sâu sắc vì những cống hiến của các bạn cho nhân loại. Giờ đây khi công nghệ ngày càng phát triển, đổi mới nền hành chính công là một hướng đi tích cực và cần thiết. Dịch vụ công trong tương lai cần phải nhanh nhẹn hơn, am hiểu công nghệ dựa trên dữ liệu và lấy con người làm trung tâm. Đây là những yếu tố cốt lõi để xây dựng sự sẵn sàng trong tương lai, bảo đảm các chính sách bao trùm và các dịch vụ đáp ứng nhằm giảm bất bình đẳng và nâng cao lòng tin vào chính phủ. Quý vị khán giả thân mến, tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ, thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.